Minh Toàn xin kính chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng trong cái khu cung quy hoạch hội chợ và triển lãm của tỉnh Quảng Ninh. Và ngày hôm nay thì Minh Toàn sẽ giới thiệu và chia sẻ đến cô chú cũng như là các anh chị một số hình ảnh trong cái khu quy hoạch triển lãm của tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong cái ngôi nhà mà cá nhân Minh Toàn nhìn về ngoài cảm thấy là đẹp nhất ở Hạ Long Quảng Ninh này. Bởi nó là một ngôi nhà người ta gọi là ngôi nhà hình cá heo hay là ngôi nhà ốc sên. Thì bây giờ xin mời cô chú và các anh chị hãy cùng Minh Toàn chúng ta hãy đi khám phá ở trong cái khung quy hoạch này xem nó như nào nhé. Trong khung quy hoạch này thì đa số Minh Toàn thấy là hầu như là triển lãm các cái khung quy hoạch, các cái quy hoạch của thành phố Hạ Long nói riêng và của Quảng Ninh nói chung. Ví dụ ở đây thì đây chúng ta đang xem đây là cái mô hình quy hoạch phức hợp đô thị công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ đầm nhà màng. Và trong này thì mỗi cái nó trưng bày một cái mô hình khác nhau. Nếu mà cô chú các anh chị mà không có điều kiện đi hết Quảng Ninh thì chúng ta cũng có thể là đến cái khung quy hoạch này để chúng ta xem một số cái mô hình về khung quy hoạch này. Đây như các cái khung quy hoạch này rất là đẹp. Ở đây có một cái này thì chắc nhiều cô chú và anh chị biết, đây là chúng ta đang đi dần đến là đến của cái chùa Ba Vàng. Đây là cái chùa Ba Vàng rất là đẹp luôn. Đấy, mô hình của chùa Ba Vàng thì ở chùa Ba Vàng thì cô chú và anh chị chắc cũng biết nhiều về chùa Ba Vàng hơn. Còn đây thì trong này nó sẽ là trưng bày các cái mô hình như thế, và từng mô hình một thì Minh Toàn có cái video nói về từng mô hình, xem từng mô hình ở trong này. Bây giờ chúng ta đi khám phá chung ở trong này xem nó như thế nào nhé. Khi vào đây thì cô chú và anh chị chúng ta phải như thời gian này là đang còn được miễn phí, nhưng mà vào đây cũng phải mất vé. Thì cô chú và anh chị chúng ta khi vào đây hãy liên hệ với quầy lễ tân để biết được là có vào miễn phí hay là mất vé không. Đồng thời chúng ta hãy để lại một số cái thông tin khi mà chúng ta tham quan. Và vào tham quan ở đây thì chúng ta chỉ được 30 phút thôi. Đây là một cái trong những cái nhà vệ sinh. Đấy, rất là đẹp. Nhà vệ sinh nó làm như thế này rất là đẹp luôn. Wow. Đấy, rất là sạch sẽ. Ngôi nhà này là một trong những cái ngôi nhà hình cá heo hay là cá voi, nhiều người gọi là hình cá voi, còn nhiều người cũng gọi đây là ngôi nhà ốc sên. Wow, đây là phía bên trong của nó thì các cái vùng quy hoạch rồi các anh chị ạ. Đây, chúng ta sẽ đi, nó làm như trên này đấy các anh chị ạ. Bên trong cái khung của ngôi nhà này nó được làm bằng thép và các cái ống. Đây, anh chị đang nhìn ở trên tầm trần nhà. Nó làm các cái ống như này. Kết cấu khá là đẹp. Và bây giờ nó có một cái cửa ở đây, không biết là cửa đi đâu. Này là cái gì đây? Tối quá nhỉ. Đây là một cái sân khấu khá là rộng. Anh chị nhìn thấy cái sân khấu này. Đây, mình toàn sẽ quay lại cái máy để cho anh chị nhìn rõ hơn. Đây, sân khấu luôn. Đi ra phía ngoài này. À,
Khi mà các anh chị về với cái đến cái cung triển lãm này, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm và biết được luôn là ở trong cái khu này nó sẽ là trưng bày những cái mô hình của của tỉnh Quảng Ninh. Thành ra là khi nhìn các mô hình ở trong này thì cô chú và anh chị chúng ta có thể biết được luôn là Quảng Ninh nó phát triển đến mức độ nào. Đây, ví dụ như chúng ta đang đi xem ở đây là cái mô hình này. Chúng biết là mô hình này là mô hình này. Đây, mô hình ở đây cô chú và anh chị rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì nếu mà để xem các mô hình ở trong cái khu này thì Minh Toàn đã có một cái video để về các mô hình ở trong này rồi. Minh Toàn sẽ không đi lại nữa mà xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy đi ra ngoài để chúng ta xem cái ngôi nhà này nó bên phía ngoài như thế nào trong những cái dịp này nhé. Ở đây thì Minh Toàn có bỏ giấy tờ khi đăng ký vào đây, thì bây giờ Minh Toàn sẽ ra quầy lễ tân để Minh Toàn sẽ lấy giấy tờ lại. Đây chào anh nha. Ngày bình thường thì vào đây có mất vé không nhỉ? Anh thấy mấy cái cầu thang có lên tầng 2, tầng 3 nhưng mà nó lại không lên. Cho anh hỏi chút là bây giờ mình sắp có chương trình gì ở ngoài mà thấy làm sân khấu? Rồi, anh cảm ơn hai em nhé. Bây giờ mình Toàn sẽ ra phía đằng trước của cái ngôi nhà này để gửi đến bà con, cô bác cũng như là anh chị nhé. Đấy, phía trước của ngôi nhà này thì khá là rộng. Cô chú và anh chị, mình Toàn vừa bỏ vào cái ví, cái giấy tờ. Hành lang nó khá là rộng luôn cô chú anh chị ạ. Đây, hành lang của nó này. Khá là rộng. Và hành lang này là chạy dọc xung quanh nhà này, nhưng mà đằng trước nhà này thì nó đang làm một cái sân khấu. Một cái sân khấu mà chuẩn bị cho cái hội chợ sắp tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. Đây, sân khấu khá là lớn anh chị ạ. Sân khấu khá là lớn, ở đây khá là lớn luôn. Cái công trình của cái cung quy hoạch này là một trong những cái công trình đây. Đó là công trình biển công trình. Và công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than, ngày 12 tháng 11 năm 1936, ngày 12 tháng 11 năm 2016. Đây là cái công trình mà chào mừng cái ngày của cái ngành than. Ở cái nhà cá này, đấy, anh chị và cô chú nhìn thấy cái hình ảnh của nhà cá luôn. Còn đằng trước này thì đang được làm một cái sân khấu để chuẩn bị cho một cái hội chợ. Nó khá là to. Về với Hạ Long mà cái đợt này thì khách du lịch thì cũng có, nhưng các hoạt động cũng khá là nhiều các anh chị. Đây, sân khấu khá là to luôn. Dàn nhạc ở đây luôn.
Và ở Hạ Long thì bây giờ đang bán đào và hoa Tết, mình Toàn sẽ đến cái khu bán đào hoa Tết để gửi đến cô chú và anh chị cái hình ảnh của bán đào hoa Tết ở đây và những cây đào rất là đẹp, những cái cây cảnh rất là đẹp. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video này. Chắc mình Toàn phải gửi đến cô chú và anh chị trong video tiếp theo. Cảm ơn cô chú rất là nhiều.